lại là Cherry đây nè. Rồi hôm nay mình sẽ tập hợp cái GoPro GoPro Hero 10 vậy. Đây là Black. Thì cái này là mình muốn mua từ lâu rồi, nhưng mà bởi vì mình rất là thích là chụp hình nè, rất là thích quay phim hay là đi du lịch cái cảnh đẹp mà không có quay lại thì sau này tiếc lắm. Nói chung chụp hình không nó cũng chưa có đủ. Khi mà quay phim á, mình cảm giác mình lưu lại kỷ niệm đó, thì khi mà nhìn lại á, mình cảm giác là mình đang sống lại trong cái chuyến đi đó vậy đó. Cho nên là mình quyết định là mua cái GoPro 10 này. Thì cái này là mua từ cái công ty, nói chung là mua từ cái trang web GoPro mà, chứ không có mua trên Amazon. Thì mình không biết là đảm bảo hàng trên Amazon như thế nào, cho nên là mình mua trên cái trực tiếp trên trang của GoPro luôn. Thì các bạn nào muốn mua thì cứ vào trực tiếp trang của GoPro, nó cũng đang có chương trình giảm giá. Thì cái này là tổng cộng hết nguyên một bộ của nó, là bao gồm thẻ nhớ, bảo hành hay gì đó luôn á. Thì mình mở ra mình coi nó có mấy thứ hôm nay ha. Thì tổng cộng của nó là 658 đô đó, thì bao gồm thuế này nọ luôn á. Thì cái này nó có máy không bạn, là 800 mấy mà nó còn giảm giá, nó chỉ còn 400 mấy thôi, và cộng hết tất cả cái thứ nữa là trong này nữa là 658 đô Canada. 658 đô Canada là khoảng chừng bao nhiêu, 13 triệu ha, 12-13 triệu gì đó, 13-14 triệu khoảng chừng đó, 13-14 triệu Việt Nam đồng đó bạn. Thì nó cũng nói chung mình thích mà, sở thích mà, cho nên là phải đầu tư. đây để mình quay cái camera gần lại cho mọi người xem nha. Đây là cái gì đây? Cái cái hóa đơn bảo hành của nó, thì bảo hành của nó vậy. Đây, đầy đủ đây. Tăng tăng. Cái này là thẻ nhớ. Nó bao gồm thẻ nhớ. Thẻ nhớ này có 32 GB hả? 32 GB. Và cái đồ đọc thẻ nhớ luôn đó. Này, trong cái hộp to nó có một cái hộp nhỏ. Này, để lấy cái kéo ăn cắt ra. Đây các bạn, bây giờ mình mở ra coi trong này nó có những cái gì hả. Cái này khoái cái là nếu mà đi trượt tuyết á, hoặc là đi du lịch trời nắng mưa gì á, không sợ cái camera này nó bị ướt mà, tại vì nó có thể chụp hình dưới nước, cho nên là rất là tiện luôn. Cái này đi du lịch rất là tiện. Cái này không phải là mua chủ yếu để làm YouTube hay gì mà, chủ yếu là để đi du lịch, làm mình rất là thích là quay phim, rất là thích là chụp hình, cho nên là đam mê mà, tại sao không. Thì ở trong này nó sẽ có cái cây cầm tay thế này ha. Đây, bây giờ mở này ra. Wow, nó để trong cái hộp này rất là lịch sự à. Đó, nó có luôn cái hộp thế này luôn. Đây bạn, ở trong nó như thế này đây. Đó, à thấy không? Có đầy đủ luôn. Đó, mình quay lại cho mặt cả nha. Đó, đầy đủ. Thì trong này, thứ nhất đây là cái, để quay gần lại cho mọi người xem nha. Đây là cái camera bạn, đây là cái
camera chính đây. Còn cái này là cái dụng cụ nhỏ nhỏ này là gì, chắc cái này là chắc để ghép vô cái tay cầm á. Đây, nó có cái tờ giấy hướng dẫn trong này nè. Đây vậy. Hướng dẫn trong đây hết. Thì chút nữa mình sẽ mở ra coi. Đây, cái này là để giống như là để trên xe hơi, hoặc là để trên xe hơi vậy. Để trên xe thì mình có thể là để cái GoPro trước mặt mình nói luôn, không cần phải cầm nữa. Đây, hay là kẹp đâu đó. Này, cái tay kẹp đây đó. Còn cái này là chắc hai cục pin ha. Đây, hai cục pin Seco đây. Còn cái này là cái, ê, cẩn thận rớt đang mài luôn hả. Đây, cái máy. Còn cái này là cái cắt tay cầm. Này chắc tay cầm ạ. Tay cầm. Ops, cứng quá. Đây. Cái tay cầm này. Chắc tay cầm này chắc gắn với mấy cái này nè, để gắn với kết nối camera đây. Đó, chỉ có nhiêu đó thôi các bạn. Một bộ của nó đó. Và bao gồm cái thẻ nhớ nữa. Thì thực sự cái GoPro này á, mình muốn mua cũng lâu rồi. Bởi vì mình rất là thích đi du lịch. Rất là thích đi du lịch, cho nên là du lịch quay phim, chụp hình hay này đó. Có camera, nhưng mà cái camera của camera mình là cái Canon M2 lâu lắm rồi. Còn cái Canon của anh chồng mình là Canon M6 cũng mới đây. Nhưng mà chụp hình quay phim cũng rất là đẹp, nhưng mà có điều là nó to quá bạn, đi nó không có tiện á. Không có tiện, rồi đi ra ngoài mình cầm gì đó mình cảm thấy nó nặng tay quá đi. Mà chỉ cần để cái tay luôn khoảng chừng 5 phút là cái tay mình nó, nếu mà ngoài trời lạnh nó bị tê lại rồi, hoặc là nó mỏi, rất là mỏi. Cho nên là không có hứng thú quay phim nữa đó. Thì một cái điện thoại á, thì nó có giới hạn. Điện thoại mình lúc nào nó cũng báo là bị full. Tại vì bị đầy bộ nhớ, bởi vì hả, chụp hình đó bạn. Mình rất là thích chụp hình, mỗi lần ra thấy cảnh đẹp hay nó chụp hình. Chụp cứ để một đống đó mà không dám xóa, nhưng mà không muốn xóa cái tấm nào hết á. Cho nên là bộ nhớ lúc nào cũng đầy hết. Thì để cho nó mang tính chuyên nghiệp ha, tại mình thích mà. Cho nên là mình mua cái này, cái GoPro này. Đó. Đây, cái này là giống như là, không biết để đâu nữa. Chắc phải đọc hướng dẫn sử dụng. Lú quá. Này, còn cái bộ nhớ này chắc 32GB, chẳng không xin nhây đâu, phải mua thêm bộ nhớ nếu mà quay phim. Nhưng mà nếu mà kỹ thì chỉ cần cóp vô cái này trong cái bộ nhớ lớn mà. Tại mình có một cái bộ nhớ lớn của anh trai anh cho, thì cái đó là khoảng 2T, là chiếc giữa tư luôn mà. Đó, dắp qua cái đó thì mỗi lần chỉ cần dùng cái này là đủ rồi. Còn cái máy này đây sử dụng như thế nào đấy. Đây, để bóc tem nó thử coi nha. À, ở trong nó còn cái gì nữa không? Thật sự thích cái này lắm luôn rồi. Lắm luôn. Đây. Cái này như con ốc này nó dụng cụ tầm lâm hết, hai ba con ốc này gắn được đâu. Khi nào gắn xong cái dư con ốc không? Còn cái này. Cái này để đâu ha? Cái này để dán lên. Nào biết đi làm cái gì nữa. Cái miếng này. Cái miếng này. 1, 2, 3, 4, 5 cái miếng ghép này ghép đi đâu ha? Có thể là ghép vô cái cây này, nhưng mà phải đọc hướng dẫn sử dụng trước đi đã. À, để khi nào mình rảnh mai 21 gì đó lại thì đi thử cái camera này như thế nào ha, cái GoPro này như thế nào. Cái này là GoPro 10 Black. Cái này phải đọc ra nó mới biết sử dụng nó là sao. Này chưa bao giờ sử dụng cái này bao giờ cả. Cái này không có rành. Rồi. Đúng.
Cái này chống nước luôn nè. Nó có cái màn hình bảo vệ ở ngoài nữa. Cho nên bạn nào muốn mua cái GoPro á thì nên vô công ty mua luôn. Không biết là tại mình chưa mua ở Amazon thế nào, nhưng mà chắc mình mua được tiếp ở công ty. Nó cũng nhanh gọn lẹ, nó cũng rẻ hơn nữa. Cho nên là rẻ hơn hả, giá cũng tương tương à. Thì bạn mua vô công ty của GoPro nó sẽ an toàn hơn là lên Amazon mua. Ồ, cái này nó có rất là nhiều ngôn ngữ. Chứ hoa cũng có nữa nè. Ồ, nó hướng dẫn mình sử dụng đây này. Giờ đọc không ra. Cái này là gắn vô cái đây bạn. Cái đây mình nghĩ là gắn vô cái này đồ hàng quá. Đầu tiên là cái này nó gắn vô cái camera. Đây, mở ra gắn thử xem ha. Rồi sao nữa? Đây, như thế này ha. Gắn cái. Mở cái này ra trước. Đây bạn, nó có hai cái chốt nè. Đấy. Hai cái chốt nè. Mở hai cái chốt này ra trước nè. Đó. Rồi ghép một cái. Ui, mấy mảnh kia nó mất tiêu rồi. Đây, cái này. Cái này gắn vô đây. Rồi gắn vô. Oops. No. Đây, gắn vô. Phải giữ hai cái này lại. Gắn vô. Đây, vô. Gắn vô, sau đó là gì nữa? Con ốc đâu? Đây. Có hai con ốc. À, không được dây con nào, bỏ nhận vô. Nhận, này, gắn vô này ha. Rồi dẫn con ốc này vô. Sao nó không vô? Cái này là để cho mình cái mảnh đó là để trên cái nón bảo hiểm. Rồi tiếp tục, con ốc thứ hai nó nằm ở đâu vậy? Con ốc thứ hai tiếp tục cái mảnh này. Vậy rồi bây giờ gắn đi đâu nữa? Gắn nó vô trong cái đây cũng khó đó nha. Tưởng nãy giờ cái màu trắng, có nghĩa là cái này là giấy. Tưởng nãy màu trắng không à, màu đen nha con. Đây. Đi bay qua đây. No. Cái miếng mảnh kia đã mất tiêu rồi. Đây. Cái miếng này là ở đâu? Cái miếng này ở đâu đây trời? Nằm vô trong đây hả? Sẽ mở cái nào đại trọng bộ sao ngồi vậy ha, chỉ nè. Bên này nè, còn nữa nè, 1, 2, 3, 4 cục bên bỏ vô biết rồi. Bên này nó ghi thế này nè. Rồi chọn con ốc vô, giờ sao nữa? Nó có hai màn hình này, màn hình trước nè, màn hình sau nè, đó, hai màn hình. Màn hình sau nó sẽ nhỏ hơn. Đây. Không biết luôn. Cái này
không có gắn gì đâu, còn thiếu cái gì đâu này thôi. Thì cái video đập hợp hôm nay tới đây là vậy thôi. Thì ngày mai hay ngày mốt gì đó thì mình sẽ quay một cái video mới để review cái GoPro này nó như thế nào, nó có đẹp hay không hả? Đó, nó có nhiều quảng cáo hay không? Chắc bạn nào xài rồi sử dụng rồi thì chắc cũng biết ha. Cái này thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Sharia. Cảm ơn, và nếu mà like cái video này thì nhấn nút like và subscribe bên góc phải màn hình bạn nha. Cảm ơn, bye.